Hầu hết các thiết bị điện tử trong gia đình đều cần sử dụng pin. Vậy pin cũ được bỏ đi đâu? Pin mà hết rồi không sử dụng được nữa thì mình sẽ cho vào thùng rác. Bình thường thì cũng vứt ra thùng rác thôi, thường là vứt thẳng vào thùng rác luôn. Trước đây thì mình không biết về cái vấn đề ô nhiễm do pin gây ra, thì ở gia đình mình sử dụng xong rồi mình thường chỉ vứt thẳng vào sọt rác thôi. Đa số pin thải trong gia đình đang được xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường, nhưng ít ai biết rằng chất độc từ pin thải có thể ngấm vào đất, nguồn nước, không khí, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của chính chúng ta. Lượng thủy ngân trong một viên pin có thể gây ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong vòng 50 năm. Chất độc có thể ngấm vào cơ thể qua đường ăn uống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhận thức được sự ảnh hưởng của pin thải, Panasonic đã tổ chức sự kiện thu hồi pin cũ với sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều hộ gia đình và các bạn trẻ. Qua một lần đọc được một bài báo ở trên Facebook ấy, nói về cái tác hại của việc mà mình vứt pin vào thùng rác ấy, thì làm pin đó sẽ không thể tiêu hủy được và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái môi trường, đặc biệt là cái nguồn nước. Lúc ấy thì mình cũng có để ý lên mạng và tìm xem là ở chỗ nào người ta có thể xử lý pin một cách đúng cách được, thì khá là ít. Trong đấy thì có chương trình đổi pin của Panasonic. Mình cảm thấy không khí rất là náo nhiệt, mọi người đến rất là đông, mọi người đều rất là quan tâm đến chương trình đổi pin cũng như cái tác hại của pin đối với môi trường. Panasonic là một thương hiệu mình thấy khá là uy tín, nên mình nghĩ là việc đưa pin đến cho Panasonic xử lý là một cái giải pháp hợp lý, và mình tin là ở đây thì pin sẽ được xử lý đúng cách. Pin sẽ được thu nhận từ các đơn vị khách hàng về, được ngâm vào phần dung dịch muối 24 tiếng để giải phóng điện. Sau đó pin được vớt ra và tiến hành cho vào lò đốt tiêu hủy để trong quá trình xử lý lò đốt tránh phát điện và cháy nổ. Trong hệ thống lò đốt thì sẽ thành hai pha. Pha khí thì đã có nhiệt độ của cái buồng khí cấp 150 đến 1300 độ. Ở đây sẽ xử lý và làm khí sạch, thải ra môi trường đạt quy chuẩn. Còn pha rắn là cái cho pin sẽ được chuyển về hệ thống gạch block, những cái gạch để sử dụng mục đích xây dựng thì cũng không có thành phần nguy hại gì ảnh hưởng đến môi trường. Mình cảm thấy là một chương trình vô cùng ý nghĩa của Panasonic. Và mong rằng là sẽ có nhiều người khác sẽ đến đây và thử một lần. Giúp cho mọi người hiểu hơn về cái tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, giúp cho môi trường được an toàn, được sạch và mang lại cho mọi người một cái cuộc sống tốt hơn. Từ năm 2014 đến nay, Panasonic đã đi tới 15 tỉnh thành trên cả nước và thu hồi được hơn 50.000 viên pin các loại. Panasonic pin sinh thái, không rò rỉ, không chì, không thủy ngân, không cadmium. Cuộc sống xanh khi sử dụng pin Panasonic. Panasonic. A better life, a better world.